Định nghĩa virus. Virus là một tác nhân truyền nhiễm, gây bệnh. Cấu trúc gồm nhân ARN hoặc ADN và vỏ protein. Kích thước 10.000 đến 100.000 mm. Không sống được ở môi trường. Sống và nhân bản rất nhanh trong tế bào vật chủ sống. Cấu trúc của SARS-CoV-2. Nhân ARN. Vỏ có chứa protein gai, protein S và 4 loại protein khác. Protein S giúp bám vào tế bào vật chủ và kích thích tạo kháng thể mạnh nhất. Cách hoạt động của vaccine COVID-19. Đưa kháng nguyên là một bộ phận, lõi ARN, protein gai, hoặc toàn bộ virus vào cơ thể. Hệ miễn dịch nhận diện các bộ phận của COVID-19, tạo vũ khí đánh lại kháng thể, và ghi nhớ. Khi có vi xâm nhập nhận diện được, tiêu diệt ngay, nhanh hơn và mạnh hơn. Các loại vaccine COVID-19, mRNA vaccine, Pfizer-BioNTech, Moderna, một đoạn RNA mã hóa protein gai, vaccine COVID-19 vector, AstraZeneca, Johnson và Johnson, Sputnik V, adenovirus gây cảm cúm nhẹ ở người hoặc tinh tinh mang mã gen của protein gai. Adenovirus đã bị làm yếu, không có khả năng sinh sản và gây bệnh. Vaccine của Trung Quốc, CanSino, tái tổ hợp gắn kết vector adenovirus. Sinovac Biotech dạng virus SARS-CoV-2 đã bị làm yếu. Hiệu lực của các loại vaccine COVID-19, Pfizer, Moderna, J và JNOVAVAX100% không nhập viện và không tử vong một ngăn nhiễm SARS-CoV-2, Pfizer 95%, Moderna 90%, J và J66% một Sputnik, ngăn nhiễm 91,6% và 100% không tử vong, không nhập viện. AZ, ngăn nhiễm 62% một liều 73%, 2 liều đơn 12 tuần 81.3%, 1 trên 2 đơn và 1 liều đơn 4 tuần 90%. Sinovac, Sinopharm, 50%. Hiệu quả vaccine ở các biến thể của virus. Biến thể Ấn Độ B1.1.6.7 là biến thể đáng lo ngại, dễ lây, lẩn tránh xét nghiệm, giảm hiệu quả vaccine và thuốc. Nghiên cứu ở Đức, hiệu quả vaccine giảm 50% ở B1.1.6.7. Chủng Anh, Brazil, Nam Phi, hiệu quả còn 80%. Chỉ là trong phòng thí nghiệm. Vaccine của AstraZeneca. Đăng ký nghiên cứu một liều. Thực hiện nghiên cứu một liều và 1/2 liều. Hiện tại còn đang thực nghiệm nhiều liệu trình khác nhau. Tỷ lệ đông máu khoảng 20 triệu. Tỷ lệ sốc phản vệ khoảng 26/1000. Pfizer 5, Moderna 3, vaccine thường 1. Nhiều nước cho dừng tiêm, tiêm lại. Đức dưới 60 tuổi, Pháp dưới 55 tuổi, Mỹ không dùng. Vaccine Sputnik V của Nga. Tháng 8/20 sử dụng khi chưa công bố dữ liệu nghiên cứu pha 1, 2 và chưa hoàn thành pha 3. Quốc tế phản đối. Tháng 2/21 Lancet công bố kết quả pha 3, hiệu quả 91,6%, không có tai biến nặng, không có nhập viện và tử vong. 29/4/21 Brazil cấm sử dụng do phát hiện adenovirus tự sinh sản trong vesikin. Tiêu chuẩn tự sinh sản của AZ, J và J0SPUTNIKV5000 virus trên liều 1 Nga, biết nhưng không thay đổi để kịp lộ trình. Vaccine của Trung Quốc, Sinopharm và Sinovac, đã sử dụng rộng rãi trước khi cung cấp dữ liệu nghiên cứu. Đến tháng 3/2021, trích cho dân Trung Quốc dưới 50 triệu liều, xuất khẩu 560 triệu liều, tuyên bố sản xuất 2,1 tỷ liều vesikin, xuất khẩu vesikin nhiều nhất thế giới. Ngày 7/5/2021, WHO cấp phép cho Sinopharm, hiệu quả 79%, an toàn không rõ, có một số tác dụng phụ nghiêm trọng. Không báo cáo dữ liệu nhóm trên 60 tuổi, CCD dưới 16 tuổi, đưa vào COVAX. Sinovac đang được WHO xem xét. Vaccine của Pfizer, Moderna, Johnson và Johnson, dùng tại Mỹ. Việt Nam đã ký hợp đồng đặt mua vaccine Pfizer. J và JTILEDONGMAU6/686 triệu liều một ngưng trích, đã trích lại trên mọi lứa tuổi. Pfizer đông máu 097.9 triệu liều, Moderna đông máu 384.7 triệu liều. Sốc phản vệ, Pfizer 5/1000, Moderna 3/1000. Vaccine cho trẻ em. Theo số liệu nghiên cứu đến thời điểm hiện tại, trẻ em ít bị nhiễm, ít triệu chứng, nhẹ. Mùng 10/5/2021, FDA cấp phép trích Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Hồ sơ an toàn, 2.260 trẻ, nhóm trích không triệu chứng, không nhập viện. Nhóm chứng 16 ca. Nhỏ hơn, đang nghiên cứu. Ai không được tiêm vaccine COVID-19, đã bị phản vệ với liều đầu tiên. Biết bị phản ứng với một trong những thành phần của vaccine dự định tiêm. Cơ địa dị ứng có tiêm vaccine COVID-19 được không? Dị ứng với thành phần của vaccine định tiêm, không. Dị ứng khác, được, thận trọng, theo dõi sát tại chỗ tiêm ít nhất 30 phút.
Người dị ứng thuốc giảm đau không phải steroid NSAIDs như aspirin, diclofenac, voltaren được theo dõi sát. Một số thắc mắc khi tiêm vaccine. Chuẩn bị mang thai có tiêm DC vaccine COVID-19 không? Có. Vaccine COVID-19 có gây bệnh COVID không? Không. Vaccine COVID-19 có làm biến đổi ADN của người? Tiêm không? Không. Tiêm vaccine COVID-19 có làm xét nghiệm COVID-19 dương tính không? Không. Phụ nữ đang dùng ngừa thai nội tiết tố có tiêm ngừa vaccine được không? Có. Có tiêm được cho phụ nữ mang thai và sau sinh không? Có. Tác dụng phụ lâu dài sau tiêm. Thường 6 tuần. Âu và Mỹ theo dõi sau 8 tuần, không thấy tác dụng phụ muộn. Các tác dụng phụ khi tiêm vaccine COVID-19. Sưng, tế đỏ và đau tại vị trí tiêm. Sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, ấn lạnh, buồn nôn, nặng, sốc phản vệ và đông máu. Thời gian theo dõi, 30 phút tại nơi tiêm, 2 tháng tại nhà. Các thành phần chính gây sốc phản vệ và dị ứng của vaccine. AZ, di và copolysorbate 80 chất nhũ khóa bảo quản trong mỹ phẩm tạo khối cho các loại bánh mì kem. Pfizer và Moderna copolythylene glycol macrazone, PEG, sản phẩm có trong thuốc sổ và tái dược. Moderna có trimethamol là chất cản quang khi chụp MRI. Hiệu quả của vaccine COVID-19 trên thực tế. Giảm khả năng nhiễm bệnh. Nếu bị nhiễm, giảm mức độ nặng và tử vong. Minh họa, số lượng bệnh nhân COVID ở nước Anh, Israel và thế giới. Cập nhật tình hình vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Vaccine gì? Đã đăng ký 170 triệu liều, đã ký kết và có cam kết 110 triệu liều, 38.9 triệu từ COVAX, 30 triệu liều từ AZ, 32 triệu liều từ Pfizer. Nga tặng 1.000 liều, chưa sử dụng. Tính đến 17/5 đã có 2.5 triệu liều của AZ từ nguồn COVAX đã về Việt Nam. Đang tiến hành đặt mua 31 triệu liều vaccine Pfizer. Vaccine của Việt Nam nghiên cứu và sản xuất dự kiến 2022. Ai được tiêm vaccine? Do chính phủ và Bộ Y tế quyết định. Đơn vị tư nhân nào có vaccine? Hiện tại VNVC đã đăng ký mua nhưng chưa có. Chủng SARS-CoV-2 hiện nay, biến chủng Ấn Độ B.1.6.1.7.2. Có nên chích loại vaccine liều thứ hai khác liều đầu tiên? Nguyên tắc, liều 2 nhắc để củng cố trí nhớ miễn dịch có được sau liều 1. Lý thuyết, cùng cơ chế miễn dịch thì được VD cùng tạo kháng thể chống protein gai, khác cơ chế thì khó lường. Thực tế, thực nghiệm trên 600 người ở Anh, tròn 2 vaccine có nhiều tác dụng phụ hơn. Sốt, AZ, 10%, AZ, Pfizer 34%, Pfizer 21%, Pfizer AZ 41%. Các TDV sốt, đau đầu, mỏi cơ, tiêu chảy, đều hết sau 48 giờ và không có ca đông máu nào. Dự kiến tháng 6 cho kết quả sau cùng. CDC Hoa Kỳ Anh chưa chấp nhận, chỉ trích khi thiếu vaccine. Đức, Pháp đã chấp nhận AZ, Pfizer, AZ, Moderna. Tăng khả năng miễn dịch khi chưa có vaccine. Ngủ sớm và đủ. Tránh stress. Thể dục. Dinh dưỡng. BCGV Skin Lao. Thực hiện 5K.